có scam hay không, nó là trả tiền cho người dùng giá cao như vậy. Đây thì mình sẽ nói lại các bạn, kèo này là một cái kèo ngon, cực kỳ ngon luôn. Thu nhập tiềm năng hiện tại của tôi là 8.391 USD, tiền thưởng lối sống hàng tháng là 391 USD. Khi đăng ký các bạn nhận được 500 cổ phiếu FX của tập đoàn của nó các bạn. Đây thì mình đã chia sẻ được nhiều bạn rồi. Đây mình check thông tin nó các bạn. Cái cổ phiếu này nó sẽ thanh toán vào đầu tháng 6 cuối tháng 5 các bạn. Đây nè, để mình lướt xuống cho các bạn coi nè. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký, mình có để một cái phần link và một cái video hướng dẫn cho các bạn đăng ký đó. Các bạn chờ chút nha các bạn. Đây 20 triệu người đầu tiên sẽ đăng ký nhận được cổ phần tương lai trị giá là 50 đô nha các bạn. Hãy nhìn tay chúng tôi. Chúng tôi đang ước tính sẽ đạt số lượng này vào cuối tháng 5, là đủ 20 triệu người đăng ký là cái website này nó sẽ khởi chạy nha các bạn, nó trả tiền cho người dùng nha các bạn. Bạn ấy đi. Đây thì đây nó có nói nó rõ nè, không có giới hạn bao nhiêu bạn đăng ký để kiếm được 1.000 đô la mỗi tháng bạn đăng ký. Nếu bạn muốn kiếm thêm 500 đô la mỗi năm, bạn cần đăng ký trên 50 người, là các bạn cố gắng điện ghép làm sao cho 50 người nha các bạn. Đây thì nó nói có scam hay không thì mình cũng nói nè. Sau này nó sẽ triển khai qua một cái app cho các bạn giới thiệu sản phẩm của nó nha các bạn. Đừng các bạn ăn quảng cáo phần trăm hoa hồng của nó 1%. Vâng, thôi. Đây thì mình sẽ cập nhật thông tin con website này thường ngày cho các bạn có, nếu mà có gì nha. Các bạn vô đây mà check máy. Nè. Cá nhân 12 người bạn sẽ nhận được 1.000 đô la mỗi tháng dưới dạng tiền quảng cáo, để kiếm thêm 500 đô la mỗi năm chỉ cần đăng ký cho những 50 người. Phí tiền Indonesia tặng thêm cổ phiếu miễn phí 100 USD cho mỗi 10 người đăng ký cá nhân miễn phí. Hiện tại giá cổ phiếu đó là 0.10 đô la. Vậy là nếu có nhân giá rất là phi lực luôn các bạn. Mình đang nắm một cổ phiếu mà giá nó 0.10 như là rất là cao luôn các bạn. Các bạn tính đi. 500 đô la, 500 tập cần. Mô hình này tạo ra luôn thu nhập sang khi nào tao với quảng cầu Phan hồi nãy. Lối sống hoạt động, lối sống tuyệt vời, người đăng ký miễn phí ngay nhận thêm 1.000 đô la, không cần làm gì thêm. Phan hồi sớm nó nói cái phần này nè các bạn. Phần này nè. Nè, nói nè, sau này nó ra vào cuối tháng 5, nó ra một cho bạn một cái app nè. Khi xác minh KYC, các bạn hoàn toàn được yêu cầu tải xuống và cài đặt ứng dụng đối tác quảng cáo của chúng tôi trên điện thoại thông minh của bạn. Nếu bạn không có điện thoại thông minh, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của họ bằng máy tính bàn của ứng dụng trên web của họ nè. Trước tiên cần thiết lập ứng dụng, chọn 20 danh mục sản phẩm mà bạn muốn nhận quảng cáo từ các nhà quảng cáo, bao gồm các công ty địa phương, quốc gia và quốc tế, là một phần của quy trình thiết lập. Bạn đồng ý chấp nhận 2 ưu đãi mỗi ngày trên một lựa chọn. Điều này để đảm bảo bạn rằng không bị spam nữa các bạn. Quảng cáo và công ty gỡ nó một, bạn biết rằng họ không chỉ một trong số hàng trăm công ty. Phần thưởng quảng cáo của bạn không được SIA trả mà đối tác và công ty. Đối với một quảng cáo, bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán nhỏ cho phần thưởng quảng cáo của mình. Trực tiếp vào chương trình điện tử bạn đối tác của chúng tôi, bạn có thể rút tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc thẻ ghi nợ họ sẽ cung cấp. Bạn yêu cầu chấp nhận tối đa 50 quảng cáo mỗi ngày dựa trên các danh mục bạn đã chọn. Đây thì nó sẽ nói về, nó liên thông cái này về bên xe hơi với tạp chí thôi nha các bạn. Quản lý chơi ba chú gạch nè, câu lạc bộ CIA, nó cách sống, tạp chí thực sự nè, kết quả máy tính.
Đây nè, nếu mình giới thiệu mình làm đối tác của nó thì mình giới thiệu những review những cái này nè các bạn. Xia nè, xe hai nè. Ồ, rất là ngon luôn nha các bạn. Hiện giờ các bạn nó còn cho cổ phiếu Bri thì các bạn nhận đi các bạn. Đấy, kèo này vượt mắt thì uống lắm. Các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản rồi lắp ghim vào thôi nha các bạn. Mình có để phần link video hướng dẫn các bạn đăng ký. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Mọi thông tin thắc mắc gì với website này mình sẽ đăng lên cho các bạn ngay lập tức liền. Sớm. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký để theo dõi kênh. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.